Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, hat pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every scar, we are born again. Open your heart, spin the stab in your head. With every scar, we are born again. Open your heart, spin the stab in your head. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall. Staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your branches, we can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more try. Và bây giờ thì từng thành viên trong một gia đình sẽ phân công xem ai làm bố, ai làm mẹ và ai làm con. Xin mời. Bố, còn đây là con, chắc chắn rồi. Không có lý do gì trong một gia đình mà có đến hai người mẹ đúng không? Xin hỏi gia đình số 2 ai làm bố ạ? Bố rồi. Con, còn đây là mẹ rồi. Ok, chẳng nhẽ gia đình mà không có mẹ là sinh được hai người con. Còn gia đình số 3 ai làm bố? Mình thấy bạn này bảo là 42 cân thì bảo tí phải cõng, không biết ai bắt cõng. Ai làm bố? Ai làm bố? Ai làm bố? Anh là bố đúng không? Mẹ đâu? Mẹ chưa biết. Ai là mẹ? Phân công, phân công, phân công. Mẹ rồi, còn đây chắc chắn là con rồi đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì quy định rất đơn giản như sau. Chúng ta sẽ cùng nhau hát bài hát Cả Nhà Thương Nhau. Và khi nào MC nói đến ai thương những người còn lại thì người đó là người duy nhất được quyền tiếp đất. Có nghĩa là nếu tôi nói bố mẹ thương con thì bố mẹ là người được tiếp đất và phải bế con lên. Cao quá, gia đình này cao quá, ông bố này thấp xuống. Cái móng nhà này cao quá thì làm sao nóc nó không cao. Gia đình số 1. Xin hỏi anh ơi, mặt tươi tỉnh chút cho em xin. Ông bố này còn chịu đựng được bao lâu? Nhanh nhanh nhanh. Ông còn ai chứ? Nhanh nhanh nhanh. Xin hỏi bố Hải, ông bố Hải này còn chịu đựng được bao lâu? Vẫn còn tươi lắm. Không còn tươi lắm. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Trời ơi, mẹ lại ép con xuống dưới. Rồi, ok, xin mời cả ba gia đình chúng ta đứng lại đây.